Rồi, xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở cửa hàng Epic Audio. Thì ngày hôm nay mình vừa mới nhận được một cái món hàng rất là hot của FSI nha. Thì đây là con GT72 VR Dominator Pro. Thì khác với cái dòng GT72 trước là cái dòng mới này thì chúng tôi chuẩn bị thêm cái công nghệ giúp các bạn có thể thưởng thức những cái game con ngạo nó tuyệt vời hơn. Vậy đây là cái hộp đựng của cái sản phẩm này nha. Thì có thể là phía trên chúng ta sẽ có một dòng chữ là VR Ready, tức là cái máy này trang bị công nghệ thực tế ảo. Thứ hai là chúng ta có dòng chữ là GT72, phía sau cũng thêm chữ VR luôn, cũng là dòng chữ Dominator Pro. Thì cái hộp này nó được trang trí đẹp mắt hơn ha, nó nhìn nó ngầu hơn. Rồi, phía sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái thông tin về sản phẩm liên quan tới cái laptop này. Chẳng hạn như là chúng ta có lại là chữ VR, đó chúng ta có công nghệ PCIe thế hệ thứ ba. Chúng ta có cái công nghệ làm mát ColorBoost 4, cái công nghệ mới của MSI ha. Thì với cái công nghệ mới này chúng ta sẽ có là hai quạt và nhiều cái linh tinh khác. Thì khi mà mình có một cái máy rồi mình sẽ demo rồi xem sau. Rồi chúng ta có chip xử lý 6820HK giúp cho cái việc mà xử lý nhanh hơn. Rồi ngoài ra thì cái màn hình của cái laptop này chúng ta được trang bị một cái màn hình cho cái tốc độ quét là 120Hz. Đó giúp cho có thể xem phim Nhật Bản hay là xem phim Mỹ hay là xem phim gì đó, phần gì đó rất là mượt đó, và việc chơi game. Rồi chúng ta có công nghệ âm thanh là 9mm thế hệ thứ hai, giúp cho trải nghiệm cái âm thanh 360 độ nó sẽ tuyệt vời hơn. Chúng ta cũng được chuẩn bị một cái công nghệ là bàn phím tiêu chuẩn là SteelSeries, bàn phím màu. Và chúng ta có công nghệ là Asin 3, đó, rất nhiều ha. Cũng là một cái phần mềm Render Center, thì mình nghĩ là cái giao diện này sẽ được MSI làm mới lại, nó sẽ đẹp mắt hơn và nó trực quan hơn. Chúng ta có hai cái công nghệ về mạng, đó là Killer Double Shot Pro và Killer Shield. Thì nếu như các bạn đã xài qua những dòng laptop MSI thì biết là hai cái công nghệ này giúp cho các bạn có thể là chơi game không bị lắc, nhất là các bạn chơi online hoặc là các bạn lướt web nó nhanh hơn. Chúng ta có công nghệ là Epic Game Caster, tức là các bạn nhìn cho những bạn nào mà game thủ mà muốn stream game hoặc là muốn chém gió trên mạng thì đây là một cái phần rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là chúng ta có một cái là công nghệ là What the Fun, là Fast, chính là giúp cho các bạn có thể là tối ưu hóa cái đường truyền mạng đá mà giờ Fast ha. Rồi thì chúng ta qua trong hộp chúng ta nhìn thấy là một cái logo ha, và một cái gì đây, chúng ta không có một mẹ gì hết. Cái máy đâu? Chúng ta có máy phía sau, từ từ chúng ta có một số sách hướng dẫn sử dụng, thì một cái đóng gói truyền thống ha, rất là nhiều sách mình không có dám lấy ra thì những nguồn nguyên siêu. Rồi nói chém gió rồi cái hộp đủ rồi, giờ mình sẽ nói về cái vấn đề quan trọng nhất, đó là cái máy. Đây đóng lại ha, đóng gập xuống biết đóng không, đóng lại rồi. Rồi hiện nay là con GT72 VR Dominator Pro. Thì các bạn có thể thấy là mình nặng có 51kg rồi, mà bắt tay mình cũng chuột cũng đô đó, nhưng mà thấy không, mình cầm một tay cũng khá nhẹ nhàng như con nhái vậy. Không có quá nặng, như thế mình có thể như thế này đó. Rồi thì mặt trước các bạn có thể thấy là mình không nhớ lột keo mất công lắm. Thì mặt trước các bạn thấy là AFSI làm cho cái phần phía trước là bằng kim loại, cũng như là được hai cái gờ nổi dập nổi như thế này, nó tạo cái sự khỏe phấn cho cái con GT72 VR. Đồng thời thì chúng ta có một cái logo có đèn ở đây, và phía trên sẽ được cái nhựa, một cái dải nhựa để mà có anten thu sóng ở phía trên. Rồi cái đó phần mặt trước. Về cạnh phải của máy chúng ta sẽ có một cái đầu DVD để mà quay xem phim. Chúng ta có một cái cổng USB 3.0 ở đây, và một cái cổng gì đây mình không rõ cổng là cổng gì hết, thôi bỏ qua bên đi đó. Rồi mặt trước thì giờ chúng ta có hai cái đèn đó. Rồi cạnh trái chúng ta có rất nhiều cổng, mà chúng ta có tới tận 4 cổng USB 3.0 đó. Tuy nhiên thì mình không biết là cái việc thiết kế này thì khi mà các bạn cắm chuột hay là cắm bàn phím, mà những cái đầu mà bự đó, thì bạn cắm cùng một lốt thì nó sẽ có bị cứng hay không, hay là nó gây chật hay không thì mình chưa biết. Chúng ta có 4 cái jack 3.5, thì mỗi jack sẽ có một cái chuẩn riêng, như là tai nghe, micro và những jack audio để mà bạn xuất tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Và cuối cùng là một cái cổng tai nghe. Các bạn một cái cổng nha, phải nhớ SD. Phía sau chúng ta sẽ thấy là hai cái tản nhiệt rất là lớn. Đó, giúp cho cái việc tản nhiệt của nó cộng với cái công nghệ là ColorBoost 4, giúp cho cái máy nó sẽ luôn luôn trong thời gian rất là mát mẻ. Và chúng ta có hai bên hai cái lưới được sơn màu đỏ ở đây, và một thêm một cái cổng khóa laptop được đặt bố trí ở phía bên góc bên tay trái của cái laptop. Chính giữa sẽ được thêm có chúng ta có một cái cổng mini list label tiêu chuẩn, một cái cổng USB Type-C, một cái cổng HDMI, một cổng LAN và cuối cùng một cái cổng nguồn. Đó rồi. Thì đó là về phần cái cạnh của máy. Bây giờ thôi về phía dưới. Thì phía dưới các bạn thấy là được thành một cái lưới tản nhiệt rất là lớn, phía dưới là được sơn tông màu đỏ để tạo cái sự nổi bật ha. Còn phía dưới này là bằng nhựa. Thì chúng ta có một cái cạnh âm thanh này, đi audio 4 cái chân cao su giúp cho cái máy nó cố định. Xong. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem về cái nội thất bên trong của con GT72 VR này. Đây, đó. Đây là nội thất bên trong. Người bác có thấy là cái độ mức độ hoành tráng của con GT72 nó như thế nào? Thì về thiết kế, về cấu trúc thì nó vẫn không có khác biệt nhiều so với cái phiên bản cũ. Tuy nhiên thì bạn thấy là cái phần chiếc ghế tay là trong chúng ta có một cái thuật chuột bắc và hai phím chuột trái phải, thì nó được làm tách biệt thành một cái
phần nhựa, cái bay nhựa nhựa nhám thế này ha, đó hình thang, nó tách biệt so với cái phần bàn phím. Rồi chúng ta vẫn có nút chức năng ở đây, chúng ta có nút nguồn, rồi nút bật tắt khởi động quạt, nút khởi động nhanh trình media hoặc là still series đó, là chuyển đổi qua lại giữa các chế độ hiển thị đèn, rất đẹp các bạn ha. Đó rất là bóng bẩy, tôi coi bẩy đây. Rồi những cái chúng ta có những cái trang bị như là trang bị cạc rời NVIDIA GTX 1060, đây là cái vấn đề mà các bạn rất là quan tâm tới đó, 1060. Chúng ta có công nghệ Tobii, cái Tobii này là đúng là cái công nghệ mà đây chúng ta thấy là có hai ba cái cụm đèn camera ở đây, thì đây là ba cái cụm giúp cho các bạn có thể thực hiện được cái công nghệ thực tế ảo, thì mình sẽ demo cho bạn xem sau. Nhưng tiền công ở đây là máy mượn nên là đây là máy mượn, bọn nó phải xách đi. Rồi chúng ta thấy là một cái dòng chữ là Windows Hello ở đây, tức là cái công nghệ này nó hỗ trợ các bạn khóa màn hình, khóa cái laptop này bằng cách là nhìn khuôn mặt, hỗ trợ Windows 10. Chúng ta có 120 hạt đó, tần số quét đây giúp cho chơi nước mượt hơn. Thì cái xin mời camera có thể quay một lần nữa, quay cận cảnh một cái dải đèn đó, ba cái camera ở đây cho bạn xem kỹ hả. Rồi dần như bóng mắt đó, khuôn mặt đó, tức là khi các bạn phải nhập mật dùng bàn phím để bạn gõ, thì giờ cái việc đưa mặt các bạn, cái băng mặt móc bạn vô, nó sẽ hiện nhận dạng và nó sẽ mở máy ngay tức. Đây là một cái năng có sẵn trong Windows 10, nó sẽ hỗ trợ. Rồi ngoài ra thì các bạn có thấy là do được trang bị một cái màn hình là tần số quét tới 120 Hz, cũng như được trang bị công nghệ thực tế ảo, nên là cái viền mình của nó cũng vẻ hơi bốn cái, là bạn bốn cái nên là có vẻ nó hơi dày. Đây đã thấy là cái viền của cái màn hình nó hơi dày, cũng như là cái băng lề của cái máy nó cũng rất là chắc chắn. Ở đây mình có thể gặp cái ngày đó mà không sợ bị đền đó. Rồi bạn thấy đây, nó chờ thôi bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở cái màn hình cho bạn xem coi là cái màn hình này nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Đây, đây là cái màn hình của MSI, thì cái góc nhìn của con MSI GT72VR này rất là tốt đó, này cho thấy cái góc nhìn góc mở nó rất là rộng cái này. Rồi xong rồi, thì đây là phần trên tay nhanh cho các bạn xem và chiếc GT72VR Dominator. Hy vọng mình sẽ có một cái máy hoàn chỉnh để mà review và đánh giá cho bạn xem chi tiết hơn. Rồi dạ, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quen chưa? Rồi, Maxi. Rồi.